Kính chào quý vị và các bạn đã đến với khung giờ quen thuộc của bản tin 141 ngày 4 tháng 11. Mở đầu là những thông tin quan trọng. Trong khi làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh trật tự tại khu vực số 44 Yên Phụ thuộc địa bàn phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, tổ công tác Y9141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, khi tổ công tác phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Vision mang biển kiểm soát 29K2-08992 lưu thông theo hướng Yên Phụ về Trần Nhật Duật, có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, phát hiện trong túi đeo của người điều khiển xe có một túi ni lông, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng Đinh Thành Trung, sinh năm 1999, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình khai nhận, túi chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng ketamin. Đáng nói hơn, ngay sau đó, tổ công tác lại tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1985, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, về hành vi tàng trữ ma túy heroin. Người và tang vật đã được bàn giao cho công an phường Trúc Bạch để tiếp tục điều tra xử lý. Lâu nay trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã có không ít các hội nhóm lập ra với mục đích để thông báo đến nhau nhằm né tránh những chốt kiểm soát giao thông hay các chốt kiểm tra liên ngành. Theo cơ quan chức năng, việc đăng tải những thông tin như vậy, nếu để ảnh hưởng gây mất an ninh trật tự thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thậm chí nhiều trường hợp đã bị lực lượng cảnh sát an ninh mạng làm việc và xử phạt vi phạm hành chính. Những hình ảnh này khiến người xem dễ hình dung đây là hình ảnh tại một sự kiện lớn nào đó đang diễn ra. Thế nhưng không, điều này đang diễn ra tại ca làm việc của lực lượng liên ngành 141. Từ lòng đường đến vỉa hè, thậm chí tận trên cầu vượt đi bộ, rất đông các nhóm người tụ tập để xem lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nhiều lúc mình là người đi đường ấy, thì khi đi đường thì cũng gặp các bạn đứng tụ tập để xem chốt như thế này thì cũng gây cản trở đến giao thông, thì đến bản thân mình cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thì cũng dưới góc độ một cơ quan chức năng thì khi đi thi hành nhiệm vụ thì chắc là cũng sẽ gây cản trở và cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các lực lượng thực thi pháp luật. Có rất là nhiều vụ việc là em thấy xem ở trên mạng cũng có, và cặp ở ngoài đường cũng có. Thì khi mà các bạn bị bắt chốt, các bạn quay đầu xe thì rất là nhiều những bạn thanh niên ở trên vỉa hè lao ở mầm xuống rất là nguy hiểm. Đáng nói là mỗi khi có đối tượng có hành vi bỏ chạy khi nhìn thấy lực lượng chức năng dừng xe là đám đông lại hò reo cổ vũ, hoặc là thông báo cho những đối tượng đó không đội mũ bảo hiểm, quay đầu xe trốn tránh việc xử lý vi phạm. Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục dùng loa để nhắc nhở, thế nhưng chỉ sau ít phút di chuyển thì đâu lại vào đó. Thêm những cái người hiếu kỳ hoặc thêm những người có những động cơ khác mà tập trung ở đó thì rõ ràng cái việc gây ra ách tắc giao thông là có thể. Và đông người như vậy thì rất dễ có thể cản trở hoạt động thi hành công vụ. Và đặc biệt là cái việc ghi âm, chụp ảnh, ghi hình rồi phát trực tiếp mạng xã hội như vậy không phải ở đâu cũng làm được, không phải lúc nào cũng làm được và không phải với ai cũng có thể thực hiện được. Cho nên là những cái việc như vậy thì rất dễ là những hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, việc tụ tập dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè cũng là hành vi vi phạm pháp luật, gây cản trở giao thông. Những người đi đường thiếu chú ý quan sát rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Đối với đặc thù lực lượng 141 làm nhiệm vụ đấu tranh trấn áp, ngăn chặn tội phạm, khi người dân tụ tập phát tán hình ảnh bằng thiết bị điện thoại cá nhân trên mạng xã hội sẽ vô tình tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật biết đường tránh né. Nếu mà khiến cho hoạt động công vụ không thể thực hiện được hoặc là ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện công vụ thì đây có thể được xác định là hành vi chống người thi hành công vụ. Thế còn đối với hành vi mà sử dụng những thông tin hình ảnh của người khác mà không được sự cho phép, rồi là đưa những thông tin mà pháp luật cấm lên không gian mạng thì đó là hành vi vi phạm quy định của luật an ninh mạng. Đã có không ít trường hợp bị xử lý pháp luật do hành vi đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Thế nhưng dường như nhiều cá nhân vẫn chưa ý thức được việc làm của mình. Bởi những thứ mà nhiều người lầm tưởng đơn giản, vô hại đó, khi được lan truyền, chia sẻ không đúng cách lại vô tình là công cụ tiếp tay cho tội phạm. Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, nghiên cứu thực hiện ngay một số giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn tại các công trình. Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện nếu có phải được bố trí riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh, không được sạc pin qua đêm, bộ sạc phải phù hợp với hệ thống pin xe, quá trình sạc pin phải được theo dõi an toàn, bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý nếu sự cố cháy nổ pin xe điện xảy ra. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe, đảm bảo diện tích tối thiểu 6m² chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ. Trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ, cư dân tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để đảm bảo quy chuẩn quy định, đồng thời đảm bảo khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy, ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ, có quy định về việc sử dụng phương tiện giao thông của tòa nhà. Theo nhiều chuyên gia, đề xuất sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cần thiết để có thể tăng chế tài quản lý, hạn chế các vụ cháy có thương vong lớn xảy ra trong tương lai. Bởi thực tế, loại hình này vẫn đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, phần lớn những căn nhà nơi đây đều xuất phát từ nhà ở riêng lẻ và sau khi đó chuyển mục đích kết hợp kinh doanh. Mặc dù có nhiều đồ dễ cháy, nhưng không phải hộ dân nào cũng có ý thức về công tác phòng cháy. Cửa hàng này là một ví dụ, dù có bình chữa cháy nhưng lại bị hỏng. Chỉ khi lực lượng chức năng kiểm tra thì chủ cửa hàng mới ý thức được. Bán hàng, kinh doanh đều nhờ xung quanh tất cả đều mặt hàng dễ cháy. Thì nhờ, ở trên phường lắp rồi thì bây giờ mua thêm bình cứu hỏa nữa thôi. Sau những buổi hôm nay thì sẽ mua bình chữa cháy mới em ạ. Cá biệt có 1-2 hộ là vẫn còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy mà vẫn coi rằng là các cái biện pháp phòng cháy cháy là thuộc của chính quyền. Dù nhận biết phát hiện được những nguy cơ về cháy nổ đối với nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, thế nhưng cơ quan chức năng lại gặp khó khăn khi muốn xử lý vì thiếu những quy định rõ ràng. Về đối với nhà ở riêng lẻ và nhà tập thể thì phường tiếp tục cố gắng tuyên truyền, còn cái đấy là không có cái hình thức để xử phạt. Những bất cập về phòng cháy chữa cháy với loại hình này, nhà ở riêng lẻ, nhà kết hợp với sản xuất kinh doanh, một phần do thiếu hành lang pháp lý, quy định giữa các lĩnh vực không đồng bộ nên rất khó áp dụng trong thực tiễn, đặc biệt là quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy với các đối tượng nhà ở này chưa rõ ràng. Ban hành những cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, nó còn có tác dụng ngăn ngừa cái tình trạng lách luật của chủ đầu tư khi pháp luật hiện hành chỉ quy định cái đối tượng phải thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi cấp giấy phép xây dựng, nó là cái nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình cá nhân từ 7 tầng trở lên. Từ thực tế của các vụ cháy nhà ở riêng lẻ diễn ra liên tiếp trong thời gian qua, gây hậu quả nặng nề và nghiêm trọng về người và tài sản, điều này đã sóng lên một hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhóm công trình này. Bởi vậy, những quy định khắt khe hơn cần phải kịp thời được đưa ra trước khi quá muộn. Có những nơi, các nhà mặt phố là họ đều kết hợp giữa ở và kinh doanh. Vậy thì rõ ràng trong trường hợp này chúng ta mới có những quy chuẩn chung thôi. Tôi đề nghị trong cái đợt này là lực lượng phòng cháy chữa cháy cần phải tham mưu cho chính phủ, cần phải có những cái quy chuẩn đối với cái đối tượng này nó phải khắt khe hơn. Mới đây thì Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền, ban hành các quy chuẩn, quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng và nhiều căn hộ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 141. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.